Rồi chào các bạn, hiện tại bây giờ là 15 giờ 10 phút ngày 16 tháng 10 âm lịch, ở trên là ngày 28 tháng 11 năm 2023. Quy đang đứng trên đường Lô Hữu Phước, phường 15 quận 8. Và đây là chùa Tịnh Sáng Ngọc Quang, 262 Lô Hữu Phước, phường 15 quận 8. Thì hôm nay Quy qua chùa thì có một mạnh thường quân ở Việt Kiều Mỹ. Có gia đình ở bên đường Phạm Văn Chí, quận 6, và đã tài trợ ra cái phần ăn buổi chiều ngày hôm nay. Phần đó là do bà ngoại nấu, nuôi cho những cô chú lớn tuổi ở trong chùa có một phần ăn. Và đây là khuôn viên của chùa, thì chùa Tịnh Sáng Ngọc Quang thì Quy quay cũng nhiều lần rồi, thì hôm nay Quy đại diện cho anh Tùng có công việc đó các bạn, thì Quy sẽ qua đây Quy quay phụ cho anh Tùng. Đây là những phòng của bác Nam, bên đây là Nam. Và bên đây là phụ nữ, các bà và các bác lớn tuổi. Dạ chào bà. Giờ này là cũng gần 4 giờ các bạn, 3 giờ mấy, gần 4 giờ. Cũng sắp tới giờ ăn của các bác ở trong đây. Thì hôm nay Quy qua đây á, Quy gửi một ít tiền cho những cô chú mà phụ bếp á. Và bên kia đang xé gà nha các bạn. Và đây là một thau nuôi đã thành phẩm rồi các bạn. Ủa còn nữa hả? Và bên đây là đứng hành đứng lá. không có coi Dạ. Đây là tôm. Gà đi chút phải. Dạ. Còn đây là bà ngoại. Hôm nay là bà ngoại sẽ nấu ở trong chùa. Và đây là nồi nước lèo. Ở đây là mấy giờ? 3 rưỡi chứ, 3 giờ rưỡi, 3 giờ chúng tôi ăn, 3 rưỡi bắt đầu cho là chúng tôi chờ, nó kêu qua sớm hả? Dạ. 3 giờ. Giờ là cũng 3 giờ mấy, 3 giờ 15 rồi. Dạ. Cái dễ lắm, kia cái mình trộn ấy, cái bọn này phải nấu lắm. Nấu, nấu rồi xong rồi ngâm qua rồi, cái nước qua lạnh đúng không? Đúng rồi. Phải luộc nó ngâm ngâm xong rồi luộc. Dạ. Luộc phải luộc cái này bây giờ tiếng hồ. Bỏ một hai hồ. Rồi, chờ một chút nữa. Rồi, bây giờ chia ra từng tô một con hả bạn? Con bự bự quá trời. Đây là gà xé. Bên kia là thịt heo. Thịt to, một tô là sẽ có một con tôm bự. Ba đủ mấy thịt này. Ôi, dày quá rồi. Dày quá rồi, ông ăn không hết. Cái gì chị? Ờ, tới đây. Và bây giờ là 3 giờ rưỡi nha các bạn.
thì để cho mấy bác ăn. Ở đây các bạn có mấy người lớn tuổi đó, người ta cắn không được các bạn, phải cắt nhỏ ra. Có mấy người là nó người ta nhai được phải xay ra luôn đúng không chị? Đúng rồi, xay luôn. Đứa con cái có xay hết. Hay cắt nhỏ nhuyễn nhuyễn ra. Nuôi này thì cũng dễ nuốt, dễ ăn đúng không? Còn mà cơm rồi sao chị? Cơm rồi mà xay. có mấy đồ mà cứng cứng mà phải xay ra luôn. Xay. Dạ. Và cũng có người ăn cơm, có người ăn nuôi. Nó phải cắt cho nó nhuyễn 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 ra. Còn mà mấy cái to bên kia đó các bạn, thì có mấy người người ta tự ý thức, người ta cũng còn ăn được, còn nhai được. Mình sẽ để nguyên đúng không? Có một chậu để nguyên. Còn nhiều phải cắt hết. Cắt người ta múc á, ta ăn á, kiểu như nó dai, người ta ăn nguyên miếng bự á, người ta nuốt không được. Miếng nhỏ nhỏ. Miếng nhỏ là người ta dễ nuốt. Cái này bỏ cái gì? Dạ cái này cũng bỏ bình thường vậy. Đây là những bên bàn bên đây là những bác đã rất là lớn tuổi, không còn găng đồ này nọ nữa, phải xay sinh tố và phải xay ra giống như mình xay sinh tố vậy. Nhưng mà xay cũng vừa vừa đúng không chị, chứ đâu có cần mà xay nát đâu luôn. Không, dạ. Xay vừa rồi. Xay vừa vừa. Thịt nó vừa vừa nhuyễn thôi. Vừa nhuyễn thôi. Thịt đó là phần bên đây là của những người mà đúc, những người lớn tuổi. Còn những phần bên đây thì rồi nước sôi. Đây là những cô chú lớn tuổi là tự múc, tự ăn được và cũng có là cũng có thể nhai được luôn. Có khoảng chừng 10 người, mười mấy người là phải đúc, phải xay sinh tố ra. Đó, 3, 4 cái giá liền, làm mấy kẹp. Quá hấp dẫn luôn. Sáu người bu vô phụ. Đây các bạn làm xong, chia xong rồi mình mấy chị ở đây phải bưng vô tới chỗ cho mấy bác, mấy cô lớn tuổi hay quy đi theo nè. Thì có cô là sẽ bưng lên rồi ngồi đó đút luôn, đút cho mấy bác ăn. Đây là bên đây là có bốn bác lớn tuổi. Chào em. Dạ. Chào bác. Ở đây là công viên dưới đây coi. Có người bưng hai tô đi từng phòng.
Bác ăn nuôi ngon không bác? Ngon. Dạ mềm không bác? Mềm. Dạ nhai được không? Bác dạ là vẫn còn nhai được. Dạ. Rồi, xin chào bác. Dạ, chào bác. Dạ. Có chú kia bị tai biến đó các bạn. Cầm có một tay rồi để ăn à. Rồi, đi ra ngoài luôn. Rồi, đi theo cái chị này vô phòng luôn. Bưng ba tô luôn. Mỗi người một tô, mỗi người một tô. Rồi, chúc mấy bác ăn ngon miệng nha. Dạ. Thì đây là mấy cái người mà phụ bếp rồi các bạn. Thì chăm sóc là mấy người lớn tuổi rất là cực nha các bạn. Thì thay tả đồ này nọ, tại vì mấy người lớn tuổi á, nhiều khi người ta bệnh hoạn, người ta nằm im một chỗ á, mấy người này trực 24/24 luôn, thay tả đồ này nọ, chăm sóc và ăn uống là phải xay ra nữa. Rồi xong một buổi chiều. Và đây các bạn. Chia người là ga đúc vậy hả chị? Rồi cái gì một chút cho em xin đại diện 5 người hồi nãy giờ là phụ á chị. Thì em sẽ gửi một ít tiền từ Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi cho em gửi cho mấy chị phụ bếp á. Dạ. Nãy giờ thì đây cho em gửi 500.000 từ Mạnh Thường Quân từ ở bên chị Kiều Mỹ. Dạ. 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 Trâm xin cảm ơn gửi cho mấy chị phụ ở đây 500 chia mọi người cho mấy chầu phụ cà phê. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi xin cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn những video kế tiếp. Chào các bạn. Rồi, bây giờ Huy cũng đi về.